Sư nhật là một thiếu nữ gan dạ, cầm trong tay thanh kiếm sắc vàng, cần vào sư soi thần tiên, bỏ sau lưng những cánh hoa dùng đời ta ở bên đường. Nàng lê chân không quay lại nhìn con đường mang màu đỏ tươi. Không gian khu rừng này là nơi đầy nơi tăm tối, không gian nơi giam cầm vào rừng không cần có thể quay về. Kinh ngạc trên con đường màu tàn sân vào rừng ấy, chẳng còn ai nhìn thấy hình bóng của một người. Kế tiếp là một ca sĩ hiền hòa, chàng ngân vang có tiếng hát ca ở nơi xứ sở thần tiên. Lòng trong bao nhiêu nốt nhạc làm mê hoặc con tim muôn người, là bao nhiêu chiếc trống tang thương vương đầy thế gian loạn điên. Không gian đô kia rực bao bom hồ kia tươi thắm, xuyên qua nơi trái tim ngưng đập là phát xuống từ nơi kia là bom hồ kia xanh đậm một màu chỉ dấu một lần duy nhất. Chẳng còn ai nghe thấy giọng hát bồng bềnh xứ sở. Tiệc trà ở vườn con thắm xanh, lời mời từ phi nữ dung khi mà vườn khi xanh lá cây. Một phong thư và một lá thơ. Sư khi bước đến là một cặp ai xin đôi, họ cùng đưa tay nắm tay đạp trên con sư sơn thần tiên. Về câu bao nhiêu thế giới chúng thật là những giọt thư. Vui.